vừa trái lớn trái nhỏ nè, bông luôn nè, rồi đọt ra là bông ra nè. Nhưng mà vườn ớt mà si đồ vàng phục hồi là vậy là ngon dữ lắm, ngon rồi. Em đang ở vườn của anh Trung thuộc xã Phương Thịnh, huyện Cao Lãnh. Thì anh cho em hỏi là cái ruộng này trước đó là nó bị cái gì anh? Nó bị xuống ớt, nó vàng nhiều dữ lắm luôn, nó tệ dữ lắm. Là nó bị do phân hả? Bị nó thiếu phân thì mình thuốc ngay mình không có đủ nữa. Dạ. Bữa nay là vậy là nó ngon dữ lắm rồi đó. Anh thấy cái hiện tượng thứ nhất là trái nó vừa ra bông là vừa đậu luôn. Nó vừa ra bông là nên là bữa thứ hai là sao là đậu là có trái non liền à. Nó mau vậy đó. Dạ. Đậu cũng khá hay đó. Đậu không hay luôn. Dạ. Này. Ớt là sau khi phục hồi nè. Này. Đậu. Nguyên cây này mà đậu muốn hết luôn. Mà nó vừa có trái bự nè, vừa có bông nè, vừa có trái non luôn nè. Ăn đều. Đó. Có cây đó. Đậu hết trơn luôn nè. Đậu hết trơn. Nè. Vừa trái nè, vừa trái ra, lớn, vừa trái non, bông nó đa mang luôn. Dạ. Anh chừng nữa anh để ý cái trái của mình á. Nó cứng ngắt, đúng rồi nó cứng. Ừ, nó cứng. Tại vì chính mấy ông đã xài trước ông nói cái trái cứng ngắt mà thấy cái bao vô vọng bụng một bao vậy. Ồ, cứng dữ vậy. Hết. Nặng ký vậy lắm á. Nhưng mà vườn ớt mà si đồ vàng phục hồi là vậy là ngon dữ lắm, ngon rồi. Thần thứ gì đâu mà nó hết. Ồ quá trời nè, nó đơm đơm trái nè. Đó, vừa trái lớn, trái nhỏ nè, bông luôn nè. Rồi đọt ra là bông ra nè. Đó. Nó bông nó trắng đều, nó nhiều hơn này dữ lắm. Cảnh nó điện hỏi bây giờ tăng sao vậy đó. Nó xuống trái rồi đó. Rồi bởi đưa ra bông thì cứ gọi nó lên trái rồi. Vẫn còn bông. Còn, không, bảo đảm mình luôn là cứ nó ra đọt cái đâu là bông tới đó à. Trời, không đem không nhà, mà sao đó. cái vạt này là ăn trái chiền hoài tới mà mở cửa khẩu giá lên nữa là ngon. Mở cửa khẩu giá lên lại gì dạ, hết tiết lên. Cái đám này là y gan cái đám của bên anh Điền với thằng Nghĩa luôn á. Nó lên cũng đơm y gan vậy nè. Biết đâu đám này sắp tới năng suất nó lên dữ dằn thì sao? Cái này mà anh thấy nó ít bệnh hơn đúng không? Đúng rồi. Ít bệnh ít sâu. Từ lúc dập đợi tới giờ là chưa có xịt thuốc bệnh nào luôn đó. đỡ tiền thuốc hết trời. Nè. Bắt đầu tới vụ tới á, rồi em đem phân cho anh. Rồi đem thuốc tứ gốc cho anh luôn. Phân hữu cơ quá trời. Anh xả lót xong rồi tứ gốc là đám hơi bị kinh luôn. Nghe vậy tụi em cũng mừng đơm cái chân không. Ít sâu bệnh ít chích hút bệnh hoạn không có xịt luôn. Dạ. Yeah. Ủa nào cho mua đó trời. Chỉ có những cây nào mà phải xíu quá, quá đại. Nè, đều hết trơn. Thì anh cứ xịt định kỳ tới hoài luôn á. Cứ một bộ đó tới. Còn khi nào mà bị bệnh có lỗ nào đó. Dạ. Anh lấy thuốc bệnh anh phun cái lỗ đó thôi. Chứ anh đừng có phun cả vườn. Biết cái thớt đó kìa. Nó lợi hại lắm cái chai đó, anh cứ pha lần nào anh xịt thuốc cũng ngừa nó vô, xịt thuốc cũng đỡ nó vô vi sinh là nó trắng trắng à. Mấy anh có xịt cho đó không, có kèm không? Nói chung là hả, có xịt cái bộ rồi lại đưa nó vô, mà cái khác thì chưa có xịt nó không dạy, nó cũng không có xịt thuốc nào khác nó luôn nữa. Dạ. Luôn ngon lạnh.
Nó thiệt anh em là chưa có sạch vô luôn đó. Nó đỡ tốn chi phí mình thôi. Dạ. Đỡ phân. Đỡ phân, đỡ chi phí thuốc bệnh rồi thuốc gầy gì. Hở nó vô hỏi đời coi giờ nha. Nó xanh là được không? Bữa hở mà nói với ông anh kia là anh Phú hả? Dạ. Là nó vàng từ tiền tới hậu luôn mà. Dạ. Nó vàng dữ lắm luôn. Nên như cái cây vàng đó vậy. Ớt bỏ bao với nhìn giá không nổi. Tại ở bên kia các chú tưới rồi trời nó xanh mà nó cao rồi. Hơn bên khác một bậc. Nó cao tới ngực. Nó như vậy đó. Đó. Vậy đó. Đây. Các chú hãy nhấn like để ủng hộ tụi con và để video này được tiếp cận với nhiều người hơn. Để đón xem những video kế tiếp của tụi con, các chú hãy nhấn vào đăng ký. Và để xem những video khác mà tụi con đang có, các chú hãy nhấn vào đây. Đây là trang của tụi con mới tạo và đây là những video mà sắp tới tụi con sẽ đăng lên những thông tin hữu ích cho các chú. Con xin trân trọng cảm ơn.